Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Cores TV. Chắc hẳn là khi mọi người đầu tư, mọi người cũng có cho mình một số nhận định và đánh giá về tiềm năng cũng như là thông tin về dự án. Nhưng như thế nào được gọi là skin in the game với dự án và đánh giá hiệu quả thì chúng ta sẽ cùng đi vào video ngày hôm nay nhé. Lưu ý, video này là góc nhìn cá nhân của mình khi bước vào đánh giá dự án. Mình không bắt buộc mọi người phải làm theo hay là follow tuyệt đối, cho nên mọi người hãy cân nhắc nhé. Thì khi chúng ta bắt đầu bước vào đánh giá một dự án thì đầu tiên chúng ta sẽ phải xem rằng dự án này làm ra để giải quyết vấn đề gì. Cá nhân mình thì trong crypto này, mọi token sinh ra đều phải giải quyết một vấn đề nhất định trong một hệ sinh thái hay là toàn bộ của blockchain. Nếu như token đó không có use case, có nghĩa là cái giá trị sử dụng, thì đó là một cái chúng ta phải đánh dấu hỏi. Và khi mà chúng ta đầu tư vào một token không có mục đích sử dụng thì có phải là chúng ta đang quăng tiền ra ngoài cửa sổ hay không? Ở đây thì mình có thể lấy một số ví dụ như là Polygon Matic với cái mục đích sử dụng là giải pháp mở rộng của ETH. Đây là token đi đầu trong mạng Layer 2 và là khởi đầu của GameFi với tựa game Avegotchi. Thứ hai là Chainlink, thì đây là token cung cấp và xác thực data cho gần như toàn bộ hệ thống crypto này, và 80% data của DeFi đang nằm ở Chainlink. Thì đấy là mình nói sơ qua về một vài cái ví dụ của chúng ta khi chúng ta đầu tư và chúng ta phải có được mục đích sử dụng. Mọi người cũng có thể đầu tư những cái đồng coin mà không có mục đích sử dụng như là Dogecoin hay là Meme Coin, nhưng khi những cái đồng coin đó nó xuống giá, nó hết cái chu kỳ bơm thọc rồi, chu kỳ bơm tiền rồi, thì mọi người sẽ làm như thế nào để chúng ta có thể lấy lại cái số vốn nếu như chúng ta bị lỗ? Đó là cái chúng ta phải cân nhắc. Thứ hai là tokenomics. Đây là phần quan trọng bởi vì nó sẽ cho chúng ta biết rằng những cái chỉ số sức khỏe của dự án đang như thế nào. Cung lưu thông, market cap là hai cái thứ mình thấy rất là nhiều. Bởi vì là các holder hay là KOL đang dùng để định giá crypto, họ sẽ thường so sánh cap của con này với một con lead trong ngành để tính toán xem là giá hiện tại sẽ xxx bao nhiêu lần. Ví dụ nếu như dự án nó thuộc trong mạng Oracle thì mọi người sẽ thường so sánh với market cap của Chainlink, thằng đứng đầu trong Oracle này. Và nếu như đó là dự án của DeFi thì hãy so sánh với ETH, AAV hoặc là Uniswap. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có các chỉ số khác như là token allocation, sell structure. Đây cũng cho chúng ta biết rằng ai đang nắm giữ coin với giá nào và số lượng bao nhiêu. Điều này cũng rất là quan trọng bởi vì là chúng ta đang bước vào một cuộc chiến trong thị trường. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ít nhất chúng ta biết được đối thủ và tiềm lực của họ thì chúng ta có thể hình thành nên những cái chiến thuật tham gia thị trường tốt hơn. Và ở những cái mức giá nhạy cảm như là x2, x5, x10, thời gian trả token thì mọi người có thể lưu ý đến những cái vấn đề này, bởi vì là nó có thể ảnh hưởng đến cái việc hold coin cũng như là tác động mạnh lên đường giá. Thứ ba, dự án có đặc điểm gì nổi bật? Thì khi mà mình đầu tư vào dự án ấy, mình sẽ xem là dự án này có thực sự là nổi bật, là một ngôi sao trên thị trường hay không, chứ mình không có muốn đầu tư những con thuộc hạng 2, hạng 3. Thứ nhất, để đánh giá một dự án có công nghệ khủng, độc quyền mà không có đối thủ nào có, thì đây là một cái tiêu chí mà mình đặt ra cho cá nhân mình. Ví dụ như là mình đang đầu tư vào Chainlink, thì đây là một con có một cái set công nghệ độc quyền được phát triển bởi giáo sư Eric Jules và Đại học Cornell. Thì Đại học Cornell là một trong những trường đại học top đầu nước Mỹ, đã được đội ngũ Chainlink mua lại để phát triển riêng cho dự án này. Và thứ hai, đặc điểm nổi bật mà mình phải nhìn đến khi mình xét đến một dự án, đó là hiệu ứng đi đầu của một hệ sinh thái. Ở đây thì có thể chúng ta có một cái ví dụ rất là điển hình, đó là Polygon Matic và sàn QuickSwap. Thì khi mà Polygon vừa ra mắt cái hệ sinh thái của nó và nó thiếu cái sàn DEX, thì cái thằng QuickSwap này nó đã nổi lên như một cái hiện tượng. Và chúng ta thấy là QuickSwap là sàn DEX to nhất và lớn nhất đầu tiên của trên hệ Polygon, thì nó có cái hiệu ứng của một người đi đầu. Và giá của QuickSwap từ thời điểm tháng 4 năm 2021 trở đi nó tăng rất là mạnh, nhưng sau đó dòng tiền nó không có vào Polygon nữa. Cho nên là
giá trị token quick nó giảm đi, nhưng mà nó cũng có một cái hiệu ứng đi đầu của hệ sinh thái đó. Và cái thứ ba là token này, dự án này giải quyết vấn đề cấp thiết nào của blockchain. Thì ở đây chúng ta phải nói đến cái việc mà nghẽn mạng ETH, thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta có thể đổi qua dùng các chain khác rẻ hơn, nhanh hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể đổi qua BSC ở điểm tháng 2, tháng 3 là cái trend swap BSC nổi lên rất là mạnh và sàn Pancake cũng dựa đà theo đó mà tăng cái token lên. Rồi chúng ta tiếp đến chúng ta có Matic với Polygon Matic và QuickSwap. Tiếp theo đó chúng ta có những cái hệ sinh thái khác như là Solana, Phantom hoặc là Cosmos Atom. Thì đấy là những cái giải pháp mà giải quyết những cái vấn đề cần thiết của blockchain. Thứ tư, đến với cái góc nhìn thứ tư khi mà mình đánh giá về dự án, thì chúng ta sẽ nói về backer và investor. Thì theo mình nhé, thị trường gồm có hai loại. Thứ nhất là nhà đầu tư chiến lược, thì đây là cái nhóm sẽ đi lâu dài cái dự án, cho dù là dự án có như thế nào đi chăng nữa, họ sẽ cam kết thời gian unlock lâu và dùng mọi nguồn lực, không kể tiền bạc hay là công sức, để hỗ trợ dự án phát triển. Đây là cái nhóm mình cảm thấy là chúng ta nên đi cùng với họ dài lâu, mà chúng ta tìm được họ nó là một cái cơ duyên. Còn nhóm thứ hai là cái nhóm đầu tư về tài chính, thì nhóm này nó quan trọng nhất là về lợi nhuận, và họ sẽ làm mọi thứ để có được cái lợi nhuận. Thậm chí họ có thể trade để cân bằng cái portfolio cuối năm để làm sao cho cái quỹ của họ nó dương. Thì mình khuyên các bạn là khi các bạn đánh giá thì các bạn hãy chọn là nhà đầu tư chiến lược thay vì là nhà đầu tư tài chính thông thường. Thì ở đây mình sẽ có để một số cái tấm hình liên quan đến nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư tài chính mà mình đã cảm nhận và đánh giá trong suốt thời gian vừa qua, thì mọi người có thể xem và tham khảo ở đây nhé. Rồi, thứ năm là team và founders. Thì mình hy vọng mọi người lựa chọn những người có profile xịn, kinh nghiệm về công nghệ và có kinh nghiệm về business. Khi mà hai cái yếu tố này nó hòa quyện lại với nhau á, thì nó mới tạo ra một cái đội ngũ team mạnh và một cái người founder có năng lực. Thì chúng ta sẽ phải nhìn qua những cái vị trí mà họ đã trải qua để biết được là người này có kinh nghiệm thực sự trong cái ngành crypto này hay không, hay là họ chỉ là một cái người ngoại đạo, một cái người ngoài người ta vào trong này thôi. Thì đây mình có thể nói về giáo sư Ari Jules. Thì đây là giáo sư trưởng của Chainlink Labs, và giáo sư Ari thì cũng là một trong những nhà khoa học gọi là đứng đầu thế giới về cái mạng crypto này, với cái chỉ số là H-Index rất là cao. H-Index là một trong những cái chỉ số để đo lường cái mức độ đánh giá uy tín khoa học qua những cái bài báo cáo của mình. Thì người ta nói rằng là trong vòng 20 năm, nếu chỉ số H-Index đạt ở mức 20 thì nó là rất là tốt, 40 đó là xuất sắc, 60 đã gọi là exceptional, có nghĩa là cực kỳ tuyệt vời, kiệt xuất. Còn chỉ số của giáo sư Ari lên tới 81 lận đó. Và bây giờ theo mình cập nhật mới đây nhất, nó là con số là 89 đấy. Thì khi mà mình lựa ra những cái người mà có profile xịn và mình hiểu được với cách họ làm như thế nào, thì mình sẽ có cái khả năng đánh giá về con người dễ dàng hơn. Thứ sáu đó chính là roadmap và hướng phát triển của dự án. Thì ở đây các bạn sẽ phải liên hệ thực tế về những thông tin ở dữ kiện vào thời điểm hiện tại, ví dụ như là thị trường bây giờ đang như thế nào, bây giờ trong thị trường đang có cái trend nào, và dòng tiền đang đổ vào công nghệ hay là cái trend gì, thì chúng ta có thể dựa theo đó và chúng ta đánh giá dự án. Nếu như bây giờ nó đang là GameFi mà một cái đội ngũ làm game họ nói rằng họ sẽ làm game trên Ethereum, trên mạng ETH, thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào ạ? Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ là ok, có thể là nó không phù hợp, bởi vì thứ nhất mạng ETH đang rất chậm, thứ hai là cái phí nó quá cao, nó không phù hợp với cái việc là phát triển và vận hành game ở đây. Thì chúng ta có thể liên kết với cái việc là chúng ta hỗ trợ họ đổi qua cái mạng là Matic hoặc là BSC để cho cái phí nó rẻ đi, cũng như là tốc độ nó nhanh hơn đó. Thì tất cả những cái này nó sẽ là cái roadmap, nó sẽ là một cái để chúng ta dựa vào, chúng ta khẳng định và đánh giá dự án xem là dự án này nó có thực sự nó phát triển đúng như là lời họ nói hay không đó. Thì đây là những cái
thành tố mà mình đang nhìn để mình đầu tư và đánh giá về một dự án. Và tất nhiên nó sẽ còn rất là nhiều thành tố khác, nhưng mà vì cái video này hiện giờ cũng đã quá dài rồi, cho nên là mình sẽ hẹn các bạn ở video sau nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Nếu như mọi người thấy video này hay thì mọi người có thể để lại một like, một share và comment cho tụi mình biết là tụi mình có thiếu cái gì. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.